Xin chào các bạn, mình đến từ Asin. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho bạn cách sử dụng và điều khiển mẫu xe điều khiển, đó là quả cầu điều khiển ha. Quả cầu điều khiển này có mã là 27102 BB8. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và điều khiển mẫu xe này. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp mẫu xe quả cầu điều khiển này ra. Thì đây là thiết kế bên ngoài của quả cầu, hai cái nó rời nhau. Bây giờ mình sẽ tháo nắp của quả cầu. Đây là bên trong là bộ điều khiển của nó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp pin vào. Thì mẫu xe này nó vừa có âm thanh, có đèn led luôn ha. Đây tháo thì nó sẽ có 4 cục pin. Giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn 4 cục pin vào đây. Sau đó chúng ta sẽ lắp lại và gắn remote điều khiển. Thì remote điều khiển nó có hai pin 2A. Thì quả cầu này phía dưới nó sẽ có một cái điểm ha. Thì chúng ta sẽ gắn vào, nhìn đúng chúng ta gắn vào. Trước khi gắn vào chúng ta bật remote điều khiển lên trước. Đây nó có cái công tắc on off, chúng ta bật on lên. Ta sẽ dặn qua một cái. Thì sau khi gắn vào thì chúng ta sẽ để nắp điều khiển lên. Lưu ý là để đúng ngay chỗ cục 500 thì nó sẽ hít. Đó, thì chúng ta để xuống. Đây là công tắc điều khiển. Thì khi chúng ta bấm di chuyển thì nó sẽ chạy và phát ra âm thanh. Đây là nút điều khiển tiến lùi, còn đây là nút điều khiển trái phải, khi bấm trái thì nó sẽ xoay qua trái phải tiến. Và đây là nút demo, khi chúng ta bấm cái nó sẽ tự demo. Nếu bạn muốn ngừng lại thì chúng ta chỉ cần bấm một cái nữa, hoặc là bấm nút chuyển động. Nếu bấm một cái nữa nó sẽ chuyển sang bài khác. Còn muốn ngừng động tác thì chúng ta chỉ cần bấm một trong những nút điều khiển này thì nó sẽ ngừng lại và điều khiển bình thường. Thì trọn bộ sản phẩm này nó gồm có một cái quả cầu điều khiển kèm theo
một cái quả cầu điều khiển như thế này kèm theo một remote điều khiển, và pin chúng ta sử dụng là pin 2A không phải là pin sạc. Thì mẫu sản phẩm này rất là độc đáo và thú vị, và có những âm thanh và đèn led hấp dẫn. Chúng ta bấm điều khiển thì nó sẽ hát vào phát nhạc rất là hay. Thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website sun.vn, sau đó gọi với một từ khóa là 27102 thì nó sẽ ra mẫu sản phẩm quả cầu may mắn điều khiển, quả cầu điều khiển này. Thì các bạn cảm thấy video này hay và thú vị, các bạn có thể like, share và subscribe kênh, thì sẽ có những mẫu sản phẩm mới độc đáo thú vị khác nhau mà Sun sẽ gửi đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.